mau kêu Khương Tử Nha ra đây chịu chết, nếu không mau giao Mã Thiện ra đây. Ân Giao, người trái lệnh sư phụ còn phản bội sư môn, khó tránh tai ương chém đầu. Ta khuyên người nên sớm quay đầu, đừng tự hại mình. Hư pháp bảo của ta không thể tha được. Lên đi. Hơi. 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 Sư thúc, tên này thần thông quảng đại nhưng lại vô cùng hung ác, chắc chắn là người có tên trong bản phong thần. Sao con dùng roi đả thần đánh hắn chứ? Tiên hạ sao lại thảm bại như vậy? Đại chiến với Khương Tử Nha bị pháp bảo của lão đánh bị thương, đau chết ta rồi. Tiên hạ, mau để bần đạo xem thương thế giúp ngài. Được. Vết thương do roi đả thần gây ra không đáng ngại, bần đạo có thuốc tốt, uống vào là khỏi. Sư phụ đã thân sư thúc giúp chúng con luyện thành bảo vật. Bốn người này là đệ tử của Lữ đạo trưởng. Người mặt xanh này là Chu Tính, người mặt vàng là Lý Kỳ, người mặt đỏ tên là Chu Thiên Lâm, người mặt đen là Dương Văn Quy. Sứ đồ bọn họ là ôn thần cho ta huấn luyện. Cứ chờ mà xem, Khương Tử Nha và các tướng sĩ của lão sẽ từng người một bị bệnh chết hết. Tân binh bổn tướng quân bắt được đều đã hành quân ra tiền tuyến rồi. Giống thế hai người các ngươi là nhân tài có thể đào tạo, ta giữ hai người trong soái phủ làm tân binh của bổn tướng quân.
Trời đã không tuyệt đường ngươi, thành thằng không tuyệt, ước giáo này không diệt. Xin cho đệ tử một cơ hội sửa sai đi sư phụ. Sư phụ mau cứu con đi, mau cứu con đi sư phụ. Con hãy thu hồi lại pháp bảo, đệ tử chấp nhận bị đuổi khỏi sư môn, bị phế võ công. Xin hãy cho con giữ lại cái mạng này thôi. Sư phụ. Sư phụ, cứu con đi sư phụ. Sư phụ, sư phụ mau kéo con đi sư phụ. Ân giao, muộn rồi. Sư phụ đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi dựa vào pháp bảo trộm được, mê muội không tỉnh, khinh sư diệt tổ. Diệt tới nước này, ngươi còn gì để nói nữa đây? Được, đệ tử thật sự tội đáng chết lắm, không nên xin tha. Nhưng đệ tử yêu cầu xử lý theo đúng như lời thề của mình, mới chết không quán thắng. Ân giao, ta cứu ngươi tại pháp trường, dạy dỗ ngươi mười mấy năm, hôm nay ta đành phải nuốt nước mắt, chuẩn bị thiên lê cho ngươi, cho ngươi toại nguyện. Ah!